Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Tip Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây, thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Thuyền trưởng của Argentina Scaloni chắc chắn xếp Aguero đá chính và tuyên bố Messi có thể dự bị ở trận bán kết Copa America 2019 với Brazil. 7:30 sáng mai ngày 3 tháng 7, Argentina sẽ quyết đấu với Brazil ở trận bán kết Copa America 2019. Trong buổi họp báo trước trận đấu, Robin Scaloni xác nhận tiền đạo Aguero, người đã có một bàn thắng, một kiến tạo ở giải đấu năm nay, sẽ chắc suất đá chính. Robin Scaloni cho biết, những gì tôi có thể xác nhận ở thời điểm này là Aguero sẽ đá chính trước Brazil. Luôn xuất hiện những nghi ngờ về Aguero, nhưng cuối cùng cậu ấy đã chơi và thể hiện được phẩm chất của mình. Những cầu thủ còn lại tôi không chắc chắn, thậm chí là cả Messi. Ở Copa America 2019, Messi thi đấu với phong độ không cao, tiền đạo thuộc biên chế của Barca mới ghi được một bàn thắng cho Argentina. Ở vòng tứ kết, vô địch Tango thắng 2-0 Venezuela, nhưng M10 không ghi bàn cũng chẳng kiến tạo. Đối thủ của Argentina ở bán kết, Brazil có phong độ cao và thành tích đối đầu rất tốt với Albi Celeste. Thống kê cho thấy Celeste chưa thu trận nào khi tranh tài với Argentina trên sân nhà, thắng 8 và hòa 2. Ở 3 lần so tài gần nhất tại Copa America, Brazil đều nở nụ cười chiến thắng trước kình địch. Đánh giá về đối thủ, huấn luyện Scaloni cho hay, các cầu thủ Brazil đã chơi với nhau và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Tite trong một thời gian dài. Đó là lợi thế dành cho họ. Brazil là ứng cử viên đăng ký cho chức vô địch Copa America nên mọi đối thủ đều muốn đánh bại họ. Lần gần nhất, Argentina vô địch Copa America là vào năm 1993 khi họ đánh bại Mexico trong trận chung kết với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Brazil cũng chưa vô địch sân chơi này sau khi đăng quang năm 2007 trên đất Venezuela. Theo Sky Sports, cựu huấn luyện viên của Liverpool và Newcastle, Rafael Benitez sẽ tiếp tục sự nghiệp huấn luyện của mình tại Trung Quốc. Đội bóng tiếp theo mà ông dẫn dắt sẽ là Danyang Yifang. Danyang Yifang là một đội bóng tâm trung tại Chinese Super League với cách thức xây dựng tương tự như triều đại bóng đá khác tại đất nước đông dân nhất thế giới. Bên cạnh nòng cốt là các cầu thủ địa phương, Danyang sở hữu những ngôi sao của Napoli, Marek Hamšík cùng cựu cầu thủ chạy cánh của Atletico Madrid và AS Monaco, Yannick Carrasco. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chi tiết về thời hạn hợp đồng cũng như mức lương Benitez có thể nhận được tại Trung Quốc, nhưng chắc chắn đó sẽ là một con số không hề nhỏ. Như vậy, Rafael Benitez đã không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm biến đổi mới sau khi chính thức chia tay sân Etihad Park. Sau mùa giải 2018-2019, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không gia hạn hợp đồng với đội bóng có biệt danh chiếc chòe do bất đồng với chủ sở hữu của câu lạc bộ. Với Newcastle United, đội bóng này vẫn đang gấp rút tìm kiếm cái tên phù hợp để ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Etihad Park. Nhiều ứng cử viên đã được nhắc tới trên các mặt báo như Mikel Arteta hay thậm chí là cả Jose Mourinho, nhưng người hâm mộ của đội bóng vùng Đông Bắc Anh sẽ còn phải chờ đợi thêm trước khi có được câu trả lời cuối cùng. Trên trang Twitter chính thức, PSG xác nhận vừa ký hợp đồng với tiền vệ tấn công Pablo Sarabia từ Sevilla. Theo đó, PSG phải trả cho Sevilla khoản phí 18 triệu euro để ký hợp đồng 5 năm với Pablo Sarabia. Tiền vệ này sẽ nhận lương 4 triệu euro một năm tại câu lạc bộ mới. Sự có mặt của cầu thủ sinh năm 1992 hứa hẹn sẽ giúp cho huấn luyện viên Thomas Tuchel có thêm nhiều lựa chọn cho hàng công. Vị trí quen thuộc của Sarabia là tiền vệ tấn công, tuy nhiên anh có thể chơi được ở cả hai cánh. Theo báo chí Pháp, anh sẽ thế chỗ Moussa Diaby, người chuyển tới Bayer Leverkusen với giá 15 triệu euro. Ở mùa giải trước, anh chàng này ghi 23 bàn và có 17 kiến tạo trong 52 lần ra sân. Nhờ phong độ xuất sắc đó, Sarabia được AS Roma và PSG theo đuổi. Với tiềm lực tài chính hơn hẳn, PSG giành chiến thắng và Sarabia trở thành tân binh thứ hai của PSG trong mùa hè này. Trước đó, PSG từng chiêu mộ thành công thủ thành Maxim Bulka từ Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Ban lãnh đạo Barca đã có buổi làm việc trực tiếp với người đại diện của Neymar để đưa ngôi sao số 1 Brazil trở lại xứ Catalan. Việc Barca giang tay đón Neymar trở lại Nou Camp ngày càng trở nên có cơ sở. Theo báo cáo từ Brazil, các quan chức của Barca sẽ có buổi làm việc chính thức với người đại diện của Neymar vào ngày hôm nay. Tờ Esporte Interativo cho biết, cha của tiền đạo PSG và luật sư của anh đã có mặt ở xứ Catalan, nơi họ được người đồng hương André Cury tiếp đón. André Cury là đại diện La Liga ở Brazil. Cách đây 2 năm, André Cury chính là người môi giới, góp phần quan trọng trong việc đưa Neymar tới PSG với mức giá kỷ lục 222 triệu euro. Theo truyền thông Tây Ban Nha, nhiều cầu thủ Barca trong đó có Messi rất muốn Neymar trở lại. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch La Liga sẽ chi không quá 200 triệu euro để mua lại ngôi sao hàng đầu xứ Sampa. Đây cũng là mức giá hợp lý bởi trong 2 năm qua, tiền đạo này thường dính chấn thương dài hạn và vướng vào nhiều chuyện lùm xùm bên lề. Mặc dù Coutinho đang tỏa sáng ở Copa America, nhưng điều đó không làm thay đổi quyết định của Barca. Nhà đương kim vô địch La Liga muốn tăng cường sức mạnh trên hàng công. Cụ thể đó là một tiền đạo đẳng cấp, có thể là Neymar hoặc Griezmann. Nếu Barca đón thành công Neymar trở lại, Coutinho nên ra đi nếu không muốn phải ngồi đánh bóng ghế dự bị ở Nou Camp.
Ở thời điểm này, Coutinho vẫn là một món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã yêu cầu các cầu thủ Man United rèn luyện thể lực bằng cách tăng gấp đôi số buổi tập. Hôm qua, MU đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngoài một số trường hợp đặc biệt, hầu hết các cầu thủ MU đều có mặt. Ở lần tập trung này, huấn luyện viên MU Ole Solskjaer rất chú trọng vào vấn đề thể lực của các cầu thủ. Theo ông, việc MU sa sút không phanh ở cuối mùa giải trước chủ yếu vì nền tảng thể lực của các cầu thủ quá yếu. Quỷ đỏ đã khởi đầu như mơ trong gần 3 tháng với Solskjaer trước khi thua lỉnh xỉnh và trắng tay toàn tập. Theo nguồn tin của The Sun, Solskjaer muốn các cầu thủ MU cải thiện thể lực ngay từ những ngày nghỉ hè. Huấn luyện viên người Na Uy từng tuyên bố các cầu thủ để tăng cân hoặc không vượt qua bài kiểm tra sau đợt nghỉ hè sẽ không được du đấu cùng câu lạc bộ. Ngay khi MU tập trung trở lại, Solskjaer cũng đã làm rõ quan điểm và yêu cầu các cầu thủ thực hiện 2 buổi tập mỗi ngày thay vì một buổi như trước đây. Cụ thể, MU sẽ bắt đầu tập luyện vào lúc 10 giờ sáng, ăn trưa vào lúc 12 giờ 30 và quay trở lại tập luyện vào lúc 2 giờ chiều. Các cầu thủ chỉ được rời trung tâm huấn luyện của MU sau 4 giờ chiều. Ngoài việc tăng số lượng buổi tập, Solskjaer cùng các cộng sự cũng sẽ đánh giá chi tiết từng cầu thủ MU và đưa ra các bài tập thể lực phù hợp. Nguồn tin uy tín từ Croatia khẳng định Man United đã trả giá đến 40 triệu euro hỏi mua Dani Olmon của Dinamo Zagreb. Theo tờ báo hàng đầu Croatia Sport Novosti, MU đã âm thầm theo dõi Dani Olmo trong thời gian qua và bất ngờ đưa ra lời đề nghị 40 triệu euro hỏi mua cầu thủ 21 tuổi này. Dani Olmo được xem là hiện tượng lạ của Tây Ban Nha, trưởng thành từ học viện trẻ danh tiếng của Barcelona, nhưng tiền vệ nhỏ con này lại quyết định chuyển sang Croatia thi đấu cho Dinamo Zagreb từ năm 17 tuổi. Tính đến nay, Olmo đã có đến 102 trận đấu cho Dinamo Zagreb và ghi được 26 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp công giúp câu lạc bộ đoạt 4 chức vô địch quốc gia và 3 cúp quốc gia Croatia. Mùa giải vừa qua, Olmo đoạt cúp giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở Croatia. Tuy nhiên, phải đến vòng chung kết U21 Euro 2019 vừa kết thúc, tên tuổi của Olmo vẫn thực sự được nhiều người biết đến khi anh ghi 3 bàn thắng giúp U21 Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Nếu thương vụ này xảy ra, Olmo sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất mà Dinamo Zagreb từng bán trong lịch sử. Hiện tại một số câu lạc bộ lớn ở châu Âu cũng nhảy vào cuộc tranh giành Olmo, nhưng nhiều khả năng MU sẽ giành chiến thắng nhờ mức giá hấp dẫn mà họ đã đưa ra. Manchester United sẽ sớm hoàn tất chữ ký của tân binh thứ 3 trong thời gian tới. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang lên kế hoạch cải tổ toàn diện Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Chiến lược gia người Na Uy muốn trẻ hóa đội hình quỷ đỏ nhằm chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng hơn. Tới thời điểm này, Man United đã sớm đón hai tân binh đều khá triển vọng và chỉ mới 21 tuổi là Daniel James đến từ Swansea City và Aaron Wan-Bissaka đến từ Crystal Palace. Tuy nhiên, Man United sẽ không dừng lại ở đây. Theo đó, báo giới Anh thời gian qua loan tin Man United muốn thực hiện từng thương vụ một trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Do đó, BBC xác nhận Man United sẽ dốc sức chiêu mộ Sean Longstaff sau khi hoàn tất chữ ký của Aaron Wan-Bissaka. Tờ Telegraph thì khẳng định Man United đã sớm đạt được thỏa thuận chiêu mộ Sean Longstaff từ Newcastle với giá 25 triệu bảng và tài năng trẻ được mệnh danh là Carrick 2.0 này sẽ tới Man United kiểm tra y tế và ra mắt đội bóng mới vào đầu tuần sau. Chưa dừng lại đây, Sean Longstaff cũng đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Man United. Tại sân Old Trafford, cầu thủ trẻ năm nay mới 21 tuổi sẽ được hưởng mức lương 60.000 bảng mỗi tuần. Dù còn khá trẻ nhưng Longstaff sở hữu lối đá mạnh mẽ, không ngại va chạm trong bối cảnh Popova sắp ra đi, Ander Herrera đã rời đội, còn Nemanja Matić đã có dấu hiệu tuổi tác, thì Longstaff sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Man United. Theo AS, Real Madrid quyết định không bỏ cuộc trong việc chiêu mộ Popova và sẽ cố gắng đàm phán với Man United cho đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè này. Cách đây không lâu, đích thân Popova đã đánh tiếng muốn rời Man United để đi tìm những thử thách mới trong sự nghiệp, chia sẻ trước truyền thông trong chuyến đi quảng bá hình ảnh cho hãng thời trang Adidas tại Tokyo. Tiền vệ người Pháp cho biết, tôi đã ở Manchester 3 năm và có những khoảng thời gian tuyệt vời lẫn tồi tệ như bao người khác. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên tìm một thử thách mới ở đâu đó. Trong 3 mùa giải khoác áo MU, dù phong độ có phần thiếu ổn định ở nhiều thời điểm, Popova vẫn được xem là hạt nhân quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer mùa giải tới. Chính vì vậy, như truyền thông Anh đưa tin, quỷ đỏ đang cố gắng giữ chân tiền vệ người Pháp bằng mọi giá. Họ thậm chí còn từ chối đàm phán với các đội bóng có ý định chiêu mộ Popova và đưa ra mức giá tương đối cao là 150 triệu bảng. Ở thời điểm hiện tại, Real Madrid và Juventus là hai đội bóng rất muốn có được sự phục vụ của Popova, trong đó đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha được cho là quyết tâm hơn cả. Trước sự cứng rắn từ phía MU, Real quyết sẽ không từ bỏ thương vụ này một cách dễ dàng. Cụ thể, theo AS, đội chủ sân Bernabeu vẫn sẽ cố gắng tiến hành đàm phán với nửa đỏ thành Manchester cho đến tận ngày 2 tháng 9, thời điểm thị trường chuyển nhượng hè 2019 tại Tây Ban Nha chính thức đóng cửa. Cũng theo tờ báo này, Pogba hiện tại đang được huấn luyện viên Zinedine Zidane coi là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch tái thiết đội hình của Real Madrid trong mùa giải tới. Đích thân vị chiến lược gia người Pháp đã bày tỏ mong muốn được làm việc cùng với Pogba với chủ tịch Florentino Perez.
Ông cũng tự tin rằng nếu Pogba chuyển sang khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ông sẽ giúp cầu thủ này phát huy tối đa khả năng của mình, vượt xa những gì anh đã làm được trong màu áo MU. Hôm qua, tờ The Sun vừa đưa tin Pogba chuẩn bị gặp mặt trực tiếp huấn luyện viên Solskjaer để yêu cầu ông thầy người Na Uy cho anh ra đi trong bối cảnh MU không được dự Champions League mùa tới, cộng thêm sự quyết tâm của Real cũng như những lời hứa hẹn rất đỗi hấp dẫn từ huấn luyện viên Zidane, cơ hội để quỷ đỏ giữ chân Pogba ở lại Old Trafford được cho là tương đối mong manh. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.